Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, thứ tư ngày 23 tháng 8 năm 2023, từ thành phố Cần Thơ, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, có những người hỏi tôi, hòa hợp dân tộc nghị quyết 36 là dành cho những người sống hay là dành cho những người chết luôn? Tôi đã mạo muội nghĩ rằng hòa hợp dân tộc là dành cho cả người sống lẫn người chết. Tại sao tôi lại suy nghĩ như thế? Tại vì trong nghị quyết 36 có nói là hòa hợp thì không phân biệt tôn giáo, không phân biệt xuất xứ, không phân biệt giới tính, cũng như là tuổi tác, vân vân. Và như thế là không có một sự phân biệt nào hết, không có ranh giới. Không có ranh giới thì bên phía của nhà Phật nói rằng con người có luân hồi sinh lão bệnh tử, hết vòng này sang vòng khác. Nếu là luân hồi thì khi hòa hợp dân tộc đang sống ở bên Mỹ mà trở về với tổ quốc thì cũng là hòa hợp dân tộc. Đang sống ở bên Mỹ mà chống đối đảng và nhà nước, nhưng khi chết rồi vì còn là trong vòng luẩn quẩn của luân hồi thì nhà nước vẫn chấp nhận cho tro cốt cho gì đó về Việt Nam, vẫn là hòa hợp dân tộc. Đó là thuyết nhà Phật. Còn về triết lý, thưa quý khán thính giả, có sinh thì có tử. Sinh tử là một chuỗi liên tục với nhau, không thể tách rời ra nhau được. Nên hòa hợp dân tộc cho những người sống, nhưng mà những người chết, tro cốt của họ cứ về Việt Nam bình thường, không sao cả. Tôi nói đến đây thì tôi nhớ câu chuyện của ông Vũ Huynh Trưởng. Ông Vũ Huynh Trưởng với tôi không có xa lạ gì hết. Chắc quý khán thính giả cũng đã nhớ ông Vũ Huynh Trưởng đã từng đối luận với tôi ở trên phố Bô Sa TV do Vũ Hoàng Lân điều hợp. Mà tính cách của tôi đã nóng, ông Vũ Huynh Trưởng còn nóng hơn. Ông Vũ Huynh Trưởng thì khi nói không lại thì mang cha mẹ của tôi ra mà xỉ vả. Đó là cách của ông Vũ Huynh Trưởng trong quá khứ như thế. Ông là một người chống cộng cực đoan và tự xưng là chủ tịch của toàn cầu. Ông tự xưng thôi. Ở San Jose thì ai cũng biết tính khí của ông rồi. Nhưng ông bị dính dịch Covid-19. Và năm ngoái ông bị mất vì do dịch Covid-19. Ông Vũ Huynh Trưởng là người Thiên Chúa Giáo. Ông có tên thánh là Thánh Thomas. Thánh Thomas. Ông sinh năm 1951 ở Lạng Sơn. Rồi sau đó cha mẹ ông di cư vào Nam, dẫn ông vào Nam và ông qua Mỹ. Như vậy là ông mất năm ngoái, ông 71 tuổi. Một lần nữa tôi xin thành kính phân ưu cùng với gia quyến của ông Vũ Huynh Trưởng. Và tôi cũng cầu mong cho linh hồn của ông, linh hồn Tô Ma, sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Thưa quý khán thính giả, nghĩa tử là nghĩa tận. Ông Vũ Huynh Trưởng đã ra đi về bên kia thế giới và ông theo đạo Thiên Chúa Giáo, thì tôi là người ở lại. Tôi xin hát một bài Thiên Chúa Giáo để cầu cho linh hồn của ông sớm được hưởng nhan Thánh Chúa như niềm tin của ông. Xin Chúa nhân từ đưa linh hồn Tô Ma qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng vô cùng đớn đau. Đó là lời cầu của bên Thiên Chúa Giáo khi mà tiễn đưa những người quá cố, thì tôi cũng xin tiễn đưa linh hồn Tô Ma Vũ Huynh Trưởng về với nước Chúa. Như vậy là ông đã mất một năm rồi.
Tôi nhớ trước đây khi ông còn sống, ông nói ông không bao giờ trở về với Việt Nam khi mà còn chế độ cộng sản. Nhưng ông đã mất thì gia đình ông đã đưa ông về Việt Nam rồi. Họ đưa tro cốt ông về Việt Nam làm một tang lễ và chôn. Chôn ở nghĩa trang Giáo xứ Lạc Sơn. Giáo xứ Lạc Sơn là ở đâu? Giáo xứ Lạc Sơn là ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý khán giả, có những người nói cho tôi biết tin này thì tôi cũng bán tín bán nghi. Nhưng tôi có nhờ một người tới ngay nghĩa trang để xem thử có thật hay không. Và người đó đã giúp tôi đi tới tận nghĩa trang của giáo xứ Lạc Sơn và tìm ra chính mộ của ông Vũ Huynh Trưởng đã về nằm nghỉ yên nơi đây. Đó là một hình thức hòa hợp dân tộc chứ còn gì nữa. Đây là hình ảnh mà người đó đi giúp tôi tới tận nghĩa trang Lạc Sơn. Đây rồi, ông đây rồi anh Hồng ơi. Đó là hình ảnh mà ở tại nghĩa trang Lạc Sơn không lầm được. Ông Vũ Huynh Trưởng đã nằm nơi đây hưởng thọ 71 tuổi. Vậy là hòa hợp dân tộc cho cả người chết đó. Tro cốt ông đã được đưa về đâu có ai phá phách đâu. Ông đã được chôn xuống nơi đây. Rất là nhiều tin đồn người ta biết. Ngay cả khi tôi biết tôi nhờ người đến cũng đã tìm ra được. Khi người ta tìm ra được có ai phá phách đâu. Nghĩa tử là nghĩa tận. Bây giờ ông về nơi đây, ông nằm yên nghỉ với tổ tiên rất là tốt. Hòa hợp dân tộc là dành cho cả người sống lẫn người chết. Không phân biệt tín ngưỡng, không phân biệt giới tính, vân vân. Chúng ta tôn trọng. Tôn trọng và rất là ngưỡng mộ Nghị quyết 36. Rất là đúng đắn. Nghị quyết 36 đúng đắn vô cùng. Năm tới là 20 năm kỷ niệm Nghị quyết 36 chính thức được công bố cho mọi người. Và trải qua 20 năm chúng ta thấy nghị quyết này ngày càng sáng chói hơn. Thưa quý khán giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Nghị quyết 36 hòa hợp dân tộc không những đối với người sống mà còn đối với những người đã khuất như ông Vũ Huynh Trưởng. Với tên thánh là Toma, bên Thiên Chúa Giáo mỗi lần nhắc đến thì gọi là linh hồn Toma. Cầu cho linh hồn Toma được an nghỉ ở nơi đất mẹ Việt Nam, không ai quấy phá ông hết.
Dầu khi ông còn sống, ông là một người chống cộng cực đoan. Và bản thân tôi cũng có những sự xung khắc với ông. Tôi quen biết ông rất lâu. Quen biết từ tận ở San Jose, thời kỳ tôi cũng còn chống cộng cực đoan. Mấy chục năm rồi. Nhưng khi tôi quay về với Tổ quốc thì có những sự xung đột. Tôi vẫn cầu nguyện cho linh hồn ông được sớm hưởng nhan thánh Chúa, sớm về nước thiên đàng. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.